Hello, xin chào tất cả quý vị và quý bạn cũng như là tất cả các bác. Thì hôm nay chúng mình đã vừa tháo những đôi loa của bộ Bivada tháo ra để kiểm tra loa sống này, loa chết đấy, và vệ sinh qua bên ngoài thôi, còn loa em kệ, em không vệ sinh nữa mà dán tem. Lần sau bác nào mà có mua có thể sẵn thôi, chứ mỗi lần tháo cái loa này ra nó nhiều ốc quá, nó mất việc, mà ốc là ốc sao thôi chứ không phải ốc bốn cạnh các bác nhé. Thì hôm nay Tiến Vi đã tháo ba đôi loa, một đôi loa full SP2 này, một đôi loa sub này, kép 50 này, một đôi monitor này. Đấy. Thì các bác xem video hay nhớ cho em Tiến một like, bấm đăng ký kênh, bấm chuông, chia sẻ thật nhiều cho Tiến Vi các nhá. Video sau em sẽ test nhạc thôi, còn video này em mở thùng rồi, rồi em sẽ dán tem. Đây là SP2. Các bác xem thân đàn này. Cực kỳ bẩn luôn, tức là bên bãi về thì nó đắt, nó không như ở mình đâu các bác. Đấy. Thùng nỉ như cái đẹp cực kỳ, chưa vệ sinh gì. Đây là những cái lỗ cắm cọc của Bivay. Đó. Tất cả những cái loa bass, woofer em tháo hết đây rồi. Đấy, đây là đôi loa monitor đây. Monitor đây. Phần tần này các bác, có bóng này, hai phần tần là hai mặt nhá, mặt dưới nó tụ nếu có chở ở trên này đó, thế căng cực kỳ đẹp. Nói chung là để video sau thì mình sẽ test nhạc thì các bác biết được đẹp bao nhiêu các bác nhá. Còn bây giờ thì mình chỉ quay là hàng nó tháo ra nguyên bản, nó zin, nó đẹp mức độ này. Đây là chiếc súp là 50 này, thì bát nó nhau nha, bát là từ 220 côn 100 ngầu chưa các bác. Đây của Tiến Vi đã kiểm tra hết rồi các bác. Ok, từ A đến Z luôn, không phải lăn tăn gì cả nhé. Đấy, đã lấy đồng hồ vận đăng đo, trợ kháng ôm, ok hết. Một 808-8 Bivay các bác nhé, trợ kháng 8 ôm. Thì một thùng 2 bát này hoặc trợ kháng 4 ôm. Đó. Đây là 4 chiếc loa bát từ 220-100 của Loa Phúc kép 50 đó. Và sang đây là đôi loa bass 40 phân từ 220-100 của đôi loa SP2 các bác nhé. Đây là 1508-8, trừ 8 là nó là 8 ohm, phân từ 220 hết các bác nhé. Tất cả hàng thì nó đẹp xuất sắc luôn, bên trong thì đẹp lắm. Đây các bác nhìn cái màng biết là mới bao nhiêu rồi, cực kỳ mới. Như lô này Tiến Vi đã lấy đồng hồ vận năng rồi, đo trở kháng ôm hết, ok, tin đét đẹp luôn, không sai số một tí nào coi nhá. Đấy, các bác yên tâm mua bên Tiến Vi đã kiểm tra hết cho các bác. Đấy, video sau em sẽ đóng một thùng rồi sẽ test nhạc cho các bác, đôi sub, đôi full và đôi monitor. Thì bộ này Tiến Vi bán cả bộ các nhá, các bác xem video xong rồi Tiến Vi sẽ báo giá cho. Đây là đôi loa chép của SP2 RX22 8 ohm made in USA các bác nhá. Đấy. Cái này là cô 51. Tháo ra phải vệ sinh lau chùi xong rồi mới đóng vào cho bác. Và đây nó là đôi loa monitor. Đôi monitor này nó là made in China các bác nhá. Made in China, thùng để made in China luôn. Đấy, thì mình có sao phải nói vậy chứ không có dấu đối gì các. Đây mặt trên, còn mặt dưới nó có ấy. Nó là made thùng thì nó là made in China. Còn những củ loa bass này nó là hàng xịn sò của Mỹ rồi các bác nhá. Đấy. Tại vì những đôi loa monitor này là được lắp ráp tại Chile. Đây. Cổ như mới luôn. Cái này nó từ 17. Côn 63 64 rồi các bạn. Đây. Thì là Tiến Vi nói luôn, cái nào là Mỹ là Tiến Vi bảo Mỹ, cái nào Chile bảo luôn Chile, chứ không có cái chuyện mà là Chile không phải dán tem thành Mỹ đâu các bác. Các bác mua bên Tiến thì cứ yên tâm. Các bác nhá. Còn đây là củ loa chép này, Tiến mình chưa tháo được cái này đâu, đo sống hết nhưng mà chưa tháo được cái này ra để xem côn. Đấy, đây là hai chiếc loa chép đó. Đây là monitor các nhá, monitor, nó monitor trên đời và nhà đấy, các bác alo cực kỳ luôn đó. Thì đôi này nó là vỏ thùng, đây là made in China
mà tất cả những cái củ này của nó là củ của vi vệ sinh hàng hết các bác nhé. Tiếng vì có thằng nó vậy không nói hơn được kém mình nhé. Còn các bác đi mua đôi khi những đôi 525 á, đây đôi 525 này, mình sẽ xé bỏ chiếc Mexico đi, xé hãng mặt đường này đi, xong loa trong là loa xi lan đấy các bác mua các bác để ý không thì là lại vĩnh đòn thế luôn. Nên mình nói nhiều rồi, loa rất mới quá nhá. Và đây đây là thùng của loa súp kép 50 rất bẩn luôn từ bãi về đấy. Nếu thậm chí là những anh em mà bán lẻ cho các bác thì hầu như là chưa bao giờ dám coi là để nguyên bản như này, đã tốt phải lau chùi qua rồi mới dám đăng lên thôi. Còn biết mì có sao thì cứ đăng lên luôn cho các bác thực tế. Thùng đó thì hai thùng ngăn riêng biệt luôn, hai thùng ngăn riêng biệt luôn. Đây thanh chống này nó là có tem dán gì 1-1-4 gì. Cái ống này cắm cái loa ở đây này nó mốc bẩn, mà đi mình sẽ vệ sinh rồi phơi nắng cho nó ok. Còn bác nào có nhu cầu mua thì cứ liên hệ với Tiến BB các bác nhé. Mua hàng với Tiến BB thì các bác chả phải lăn tăn gì cả, hàng Tiến BB bao zin hết cho các bác, có tem cửa hàng dán vào các bác nhé. Đấy, file các bác trả lại đây từ 220 côn 100, tức là khi Tiến BB tháo loài ra này là phải lấy tô vít để cậy các bác. Đây này, nó bong cả cái gỗ lên này. Các bác nhìn này, nó dính tẹt đây này, phải cậy lên nó bong cả gỗ này. Đây là lần đầu tiên được tháo ra, các bác nhìn này, bong hết cả gỗ lên, dính cực chặt luôn. Ở đây tôi biết hay cạnh kênh mãi mới lên. Đó. Đẹp chưa các bác? Đây tí mình đi quay vào buổi tối các bác nhá, thì nó hơi kém ánh sáng thì nó thông cảm. Đó. Đây, đây loa monitor đây. Đây nó bẩn, mộ nó bụi bẩn này, các bác nhìn nó đen nhánh em là đúng của nó này. Và đây nó bẩn như này. Kinh không? Đấy, không phải vệ sinh các bác nhá. Đấy. Còn đâu hàng thì là nó có sao, có như thế nào thì Tiến mình chỉ đang đứng được các bác thôi. Bao vịt bao xịn cho các bác, xa trả lại. Đó. Đây, các bác nhìn cái cổ bát 50 nó gấu quá. Cái này nó tháo này ra này, tháo này ra nhất cả này ra được hở côn luôn. Cực kỳ ngầu luôn. Vâng, video thì mình làm ngắn thôi. Nếu mà bác nào có nhu cầu mua hẳn được một bộ này thì liên hệ với Tiến BB nhá. Một bộ này Tiến BB đang bán giá là 56 triệu ba đôi, 56 triệu ba đôi, một đôi full SB2 bát 40 và một đôi súp kép 50, một đôi loa monitor. Nếu bác nào mà có phòng trà sự kiện nhỏ thì là ok, cực ok luôn. 56 triệu tại cửa hàng đó nha, không bao ship. Đó, nếu bác nào có nhu cầu lấy thì liên hệ với Tiến BB. Nó như mới luôn, nếu bên trong thì đẹp lắm. Bên ngoài mai thì mình sẽ vệ sinh. Rồi hôm nào test thì mình sẽ test cho. Mình cả bên chỗ Tiến BB bây giờ hiện tại đang phong tỏa dịch. Hành ra là nhiều những cái hàng loa chép, loa côn chép thì vẫn chưa gửi được cho các bác, thì các bác thông cảm cho Tiến BB nhá. Thêm mấy hôm nữa thôi thì là nó hết phong tỏa thì Tiến BB sẽ gửi hàng cho các bác. Đấy. Đẹp chưa? Vâng, các bác thấy video hay nhớ cho em Tiến một like, bấm đăng ký kênh, bấm chuông, chia sẻ thật nhiều cho Tiến BB. Số điện thoại của Tiến BB là 0948 388 448. Xin nhận là 0948 388 448. Tiến BB ở thị trấn Hồ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc các bác nhé. Đây đôi monitor này, bát 30 đấy. Cái này em nói luôn là nó là made in China nhé, tức là cổ loa thì tất cả của Mỹ hết rồi, nhưng mà cái vỏ thùng này là made in China. Đấy, còn hàng BB chính hãng xịn tỏ luôn. Còn những cái đồ này nó là made in USA rồi, không phải nói nhiều nữa. Côn 51. Còn đây là loa bát 40, bát 50 đều côn 100 hết. Đấy. 8 ohm. Trở khá là những video rồi. Vâng, thank you rất nhiều đã xem hết cái video của Tiến BB. Nhớ cho em Tiến một like và chia sẻ nhiều cho Tiến BB các bác nhá. Hẹn gặp lại các bác vào video sau.